Kiểu mình cảm thấy khó tin kiểu ảo ma Lazada bánh đa bánh chuối vãi, bởi vì là chỉ mới sử dụng khoảng tầm hơn 3 tuần thôi mà đã thấy cái da của mình nó mơn mởn, kiểu nhìn nó sáng lên rõ ràng luôn rồi ấy. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục review lúc nửa đêm. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi nha mọi người. Và trước mặt mình đây hiện nay thì chắc là mọi người đang nhận ra những cái sản phẩm cực kỳ quen thuộc hiện nay ở trên thị trường mà mọi người đã yêu cầu mình review rất là nhiều. Đó chính là những cái sản phẩm dưỡng trắng da body. Mình cũng đã có thời gian kha khá để trải nghiệm những sản phẩm này, cho nên ngay trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review chi tiết về cả 6 cái sản phẩm nhé. Và đến với sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người, đó chính là sản phẩm làm trắng da Emmy by Happy Skin Face and Body 5% niacinamide. Chai mà mình đang cầm ở trên tay ấy thì có trọng lượng là 150g, thế nhưng mà cái bao bì mới ấy thì đang là cái sản phẩm có dung tích 250ml với mức giá là 350.000. Dù nó có đổi bao bì ấy thì cái chất sản phẩm cũng như cái bảng thành phần nó vẫn y nguyên, cho nên mọi người yên tâm nhé. Mình review cái sản phẩm này cũng chính là review cái sản phẩm bao bì mới. Cái chất sản phẩm ở phía bên trong ấy thì nó sẽ có dạng sữa mọi người ạ. Khi mà cho sản phẩm ra tay và xoa lên da một cái là mọi người sẽ thấy rằng là cái chất sữa này nó sẽ tan ra rất là nhanh. Trong lần đầu tiên khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này và mình có nằm trong phòng điều hòa bật khoảng tầm 25-26 độ ấy, khi mà bôi lên toàn bộ cơ thể là mình đã muốn vào đi tắm ngay. Sau khi mình bôi cái sản phẩm này nhá, khoảng tầm 1 tiếng, 2 tiếng và kể cả đến 3 tiếng mình nằm xem phim, mình vẫn thấy nó dính dính ở trên cơ thể và thực sự nó mang lại cho mình một cái trải nghiệm không tốt một chút nào. Đối với kết cấu cực kỳ ẩm như thế này thì mình nghĩ rằng nó sẽ chỉ phù hợp đối với những bạn nào mà da rất là khô hoặc là mọi người sử dụng trong mùa đông. Về cái mùi hương, đây là một cái mùi hương vani hơi ngọt và hơi nồng quá. Khi mà sử dụng ở trên da ấy, thì cái mùi này nó lưu hương lại khá là lâu. Về bảng thành phần của sản phẩm này ấy, thì thực tế mình thấy rất là đẹp luôn nhá. Có nền nước này, glycerin này, niacinamide này, và bên cạnh đó sẽ bổ sung những cái loại chiết xuất từ thiên nhiên có khả năng dưỡng sáng da như là cam thảo này, dâu tằm trắng này, tảo bẹ này và arbutin. Trong bảng thành phần còn có B5 và allantoin có công dụng là làm dịu da và có HA để tăng khả năng dưỡng ẩm ở trên da, không hề có cồn, không có dầu khoáng, tuy nhiên sẽ có hương liệu. Để đánh giá tổng quan về cái sản phẩm dưỡng sáng da đến từ nhà Emmy by Happy Skin dành cho cả da mặt và da body này thì đầu tiên mình sẽ nói về ưu điểm nhé. Cái khả năng dưỡng ẩm của sản phẩm này thực sự nó rất là tốt, phù hợp đối với những bạn nào da rất 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 là khô, và bên cạnh đó nó sẽ phù hợp nhất là vào mùa đông. Ưu điểm tiếp theo là chất sản phẩm này lỏng, dễ tán, không nâng tông da và không tạo vệt trắng ở trên da. Đó là về ưu điểm nhá. Còn về nhược điểm ấy thì mình thấy rằng cái nhược điểm lớn nhất của sản phẩm này nó sẽ là ở cái phần kết cấu sản phẩm, nó sẽ để lại một cái màng dính rít và rất là ẩm. Sản phẩm này để lại cảm giác dính nhất trong số cả 6 sản phẩm mà mình review trong video ngày hôm nay. Nhược điểm tiếp theo là có mùi hương vani ngọt rất là nồng. Khả năng dưỡng trắng của sản phẩm này theo quan điểm cá nhân mình là thực sự rất là chậm. Nhược điểm cuối cùng là cái sản phẩm này nếu như sử dụng cho mặt ấy thì theo quan điểm cá nhân mình là không phù hợp, bởi vì kết cấu của nó hơi dính quá mọi người ơi. Để chấm điểm tổng quan về cái sản phẩm dưỡng trắng da đến từ nhà Emmy by Happy Skin này ấy, thì mình sẽ chấm là 6/10. Còn riêng về cái khả năng dưỡng trắng thì mình chỉ chấm là 4/10 thôi. Nếu như mọi người hỏi mình có mua lại không thì chắc chắn là không. Sản phẩm thứ hai, ten ten, đây là sản phẩm mọi người đã yêu cầu mình review từ rất là lâu rồi. Đây là sản phẩm Olay Body Cell Science B3 và Retinol. Thì đây là cái sản phẩm nội địa chung cho nên hơi khó mua tại thị trường Việt Nam. Thì mình thấy rằng cái giá thành của sản phẩm này nó cũng hơi cao, khoảng tầm 300.000 đồng cho dung tích là 250ml. Về bao bì sản phẩm ấy thì mình thấy rằng rất là đẹp, đựng trong một cái chai nhựa cứng. Tất cả những cái thông tin in ở trên cái sản phẩm này cũng rất rõ ràng và sắc nét. Về kết cấu của sản phẩm này ấy, thì nó khá là đặc, giống như là dạng cream ấy mọi người. Và khi bôi lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này nó có một cái mùi nó thơm lắm luôn mọi người ơi. Cái gu của mình nó là cái mùi kiểu ngọt ngọt, thanh thanh, dễ thương kiểu như thế này. Kết cấu sản phẩm hơi đặc cho nên khi mà thoa lên trên da mọi người sẽ thấy rằng sản phẩm này thấm màu da khá là chậm. Sau khoảng tầm 15 phút nằm trong phòng điều hòa thì mình mới thấy rằng cái sản phẩm này nó thấm hết vào da. Và khi mà đã thấm vào da rồi thì nó sẽ để ở trên da một cái cảm giác nó hơi màng màng, ẩm ẩm. Tuy nhiên nó sẽ không dính bằng cái sản phẩm của nhà Emmy. Sau một tháng trải nghiệm cái sản phẩm Olay B3 Retinol này thì mình phải nói thật với mọi người là cái sản phẩm này nó có làm sáng da thật nha mọi người. Nếu như mọi người sử dụng liên tục trong vòng một tháng và mọi người theo cái chu trình dưỡng da từ trước đến nay của mình ấy, đó chính là mỗi tuần mọi người tẩy tế bào chết khoảng tầm từ 2 đến 3 lần một tuần
Và ban ngày mọi người sẽ có sử dụng một cái sản phẩm dưỡng ban ngày hoặc là kết hợp cùng với chống nắng, thì mọi người sẽ thấy rằng là cái da của mọi người nó sáng lên rõ ràng luôn. Kiểu mình cảm thấy khó tin, kiểu ảo ma Lazada bánh đa bánh chuối vãi, bởi vì là chỉ mới sử dụng khoảng tầm hơn 3 tuần thôi mà đã thấy cái da của mình nó mơn mởn, kiểu nhìn nó sáng lên rõ ràng luôn rồi ấy. Khi mà mình cho chị mình ấy, là mọi người có làn da cực kỳ ngăm khi mà thử sử dụng cái sản phẩm này, thì chị mình cũng nói là nó có sáng lên thật nha mọi người. Về bảng thành phần của sản phẩm này thì chủ yếu sẽ là những cái chất dưỡng ẩm làm đặc, và cái thành phần làm sáng da chính sẽ là niacinamide. Trong bảng thành phần ấy thì có kha khá silicone không bay hơi, đó chính là lý do vì sao mà khi bôi lên trên da ấy, cảm giác nó không thấm hết vào da và tạo màng ở trên da. Bên cạnh nó, trong bảng thành phần ấy còn chứa kha khá cồn béo này, cồn khô này và cả vitamin E nữa. Retinol thì đứng ở cuối bảng thành phần, cho nên theo quan điểm cá nhân mình ấy là cái retinol ở trong cái sản phẩm này nó sẽ không phát huy công dụng quá nhiều ở trên da đâu. Dầu khoáng thì đứng ở cái vị trí khá là cao trong bảng thành phần. Để đánh giá tổng quan về cái sản phẩm dưỡng thể Body Olay B3 Retinol này thì đầu tiên mình sẽ nói về ưu điểm nhé. Khả năng dưỡng ẩm của sản phẩm này thực sự rất là tốt, phù hợp với cả mùa thu mùa đông. Trong mùa hè thì mình nghĩ rằng là mọi người nên tiết chế cái lượng bôi xuống một chút xíu để tránh gây cái cảm giác là dính dít và khó chịu ở trên da. Ưu điểm tiếp theo là cái mùi hương của sản phẩm này thực sự rất là thơm, mình rất là thích cái mùi này luôn. Tuy nhiên nó hơi nồng, cho nên các bạn lưu ý nhé. Có khả năng dưỡng sáng da khá là rõ ràng. Tiếp theo sẽ là về nhược điểm, vì đây là một sản phẩm nội địa chung, cho nên mình thấy rằng khó mua tại thị trường Việt Nam. Giá thành thì theo quan điểm cá nhân mình ý, là khá là cao. Trong bảng thành phần của sản phẩm này ý, sẽ có dầu khoáng này, có hương liệu này, có kha khá silicone không bay hơi, cho nên đối với những bạn nào da nhạy cảm và các bạn đang có tình trạng bít tắc lỗ chân lông hay là có mụn ở trên cơ thể thì mình không recommend cho mọi người sử dụng sản phẩm này. Và trong quá trình sử dụng ấy thì mình thấy rằng sản phẩm này có làm rậm lông nha mọi người. Để chấm điểm tổng quan về cái sản phẩm Olay B3 Retinol này thì mình sẽ chấm là 8 trên 10 riêng về cái khả năng dưỡng sáng da. Mình cũng chấm cho cái sản phẩm này là 8 trên 10 luôn nha mọi người. Sản phẩm tiếp theo mà mình review, mình nghĩ rằng là cực kỳ nổi tiếng đối với những bạn học sinh sinh viên, đó chính là sản phẩm dưỡng thể body Hatomogi chiết xuất từ Ý Dĩ. Sản phẩm ban ngày với dung tích là 250ml ấy, thì có giá khoảng tầm 139.000. Còn đối với sản phẩm dưỡng thể ban đêm với dung tích 400ml thì sẽ có giá là 155.000 nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ review về cái sản phẩm dưỡng thể ban đêm đến từ hãng Hatomogi này trước nhé. Sản phẩm này thì có tên gọi là Hatomogi The Body Milk với dung tích là 400ml. Thiết kế khá là đơn giản nhưng mà theo quan điểm cá nhân mình nhìn cũng khá là đẹp đúng không mọi người. Về kết cấu của sản phẩm ban đêm này thì nó khá là lỏng, giống như là một cái lớp sữa hơi đặc hơn một chút xíu. Khi thoa lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng khá là mát, và bên cạnh đó khi mà đã thấm vào da rồi thì nó sẽ để lại một cái lớp hơi ẩm mịn và hơi dính nhẹ ở trên da. Khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này vào buổi tối ấy, mà ở trong phòng điều hòa thì mình cũng cảm thấy rằng cực kỳ dễ chịu và thoải mái, chứ không hề có cái cảm giác khó chịu cả một đêm dài. Và khi thoa lên da thì mọi người sẽ thấy rằng cái mùi hương của sản phẩm này thực sự nó rất là dễ chịu. Chỉ sau khoảng tầm từ 10 đến 15 phút thì cái mùi này nó sẽ bay đi sạch. Ngay ở trên bao bì của sản phẩm này cũng nhấn mạnh rằng đây là một sản phẩm có khả năng dưỡng ẩm và làm mềm mượt da. Tuy nhiên không hiểu sao khi mà về thị trường Việt Nam ấy thì cái sản phẩm này lại giới thiệu có công dụng là làm sáng da, làm trắng da. Hầu hết tất cả những cái thành phần ở trong cái bảng thành phần của cái sản phẩm dưỡng thể Ý Dĩ Hatomogi ban đêm này ấy, nó đều chỉ có công dụng là dưỡng ẩm, làm dịu và làm mềm da thôi. Mình lấy ví dụ như là glycerin này, có dầu khoáng này, có squalane này, silicone này, chiết xuất từ Ý Dĩ này. Công dụng chính của cái chiết xuất từ hạt Ý Dĩ nó sẽ là làm mềm này, làm dịu và dưỡng ẩm ở trên da. Chứ còn về công dụng dưỡng trắng da thì chiết xuất từ hạt Ý Dĩ nó sẽ không mang lại cái kết quả như chúng ta mong muốn đâu. Và bên cạnh đó còn có HA, dầu argan và dầu jojoba, cho nên mọi người có thể thấy rằng là cái khả năng dưỡng ẩm của cái sản phẩm Hatomogi này rất là tốt. Bây giờ mình sẽ đánh giá tổng quan về cái sản phẩm dưỡng thể Hatomogi The Body Milk để dùng dưỡng vào ban đêm này nhé. Đầu tiên là về cái giá thành của sản phẩm này, thực sự nó rất là rẻ. Kết cấu sản phẩm khá là lỏng, khi đã thấm vào da rồi thì nó sẽ không mang lại cảm giác quá là nhờn rít hay là khó chịu ở trên da, có thể sử dụng được từ đông sang hè luôn. Và cái khả năng dưỡng ẩm của cái sản phẩm Hatomogi The Body Milk này thực sự nó rất là tốt. Ưu điểm tiếp theo là theo cái ý kiến của cá nhân mình thôi nhá, mặc dù ở trong cái sản phẩm này có dầu khoáng, tuy nhiên mình đã sử dụng cái sản phẩm này trong một khoảng thời gian khá là lâu dài rồi thì mình thấy rằng sản phẩm này không làm dài, làm rậm lông của mọi người. Và đây cũng là một cái sản phẩm dưỡng thể body mà theo quan điểm cá nhân mình là khá là lành tính, có thể sử dụng được cho nhiều loại da khác nhau. Còn về nhược điểm ấy thì cái sản phẩm này thực sự không có khả năng làm sáng da hay làm trắng da, chủ yếu nó sẽ mang lại cảm giác mịn mượt bởi vì nó đủ ẩm thôi. Đó là về sản phẩm dưỡng thể ban đêm nhé. Còn về cái sản phẩm dưỡng thể ban ngày có tên gọi là Hatomogi The UV Milky Gel,
có chỉ số chống nắng là SPF 31 và PA 3 dấu cộng. Cái chất của sản phẩm ấy nó cũng lỏng y như vậy luôn nha mọi người, dạng sữa. Và khi thoa lên da ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này nó cũng có một cái mùi giống như là cái sản phẩm ban đêm, tuy nhiên nó sẽ nồng mùi cồn hơn một chút xíu nhá. Khi mà thoa lên trên da nó rất là dễ để dàn trải và thấm cũng khá là nhanh, nó sẽ để lại một cái lớp hơi dính nhẹ ở trên da. Và mọi người lưu ý nhá, cái sản phẩm này thì không hề nâng tông da, khi bôi lên thì nó giống như một sản phẩm sữa dưỡng thôi. Trong bảng thành phần của cái sản phẩm dưỡng thể ban ngày Hatomuki này sẽ có ba cái hoạt chất chống nắng. Bên cạnh đó, trong bảng thành phần của sản phẩm này sẽ có cồn này, silicone này, dầu khoáng này, hương liệu và có cả paraben nữa. Tuy nhiên như mình đã nói ấy, là cả cái cặp dưỡng thể ban đêm và ban ngày này khá là lành tính. Để đánh giá tổng quan về cái sản phẩm dưỡng thể Hatomuki ban ngày chống nắng này thì đầu tiên sẽ là về ưu điểm nhé. Kết cấu sản phẩm lỏng, thấm nhanh và khi thoa lên trên da ấy, nó sẽ không để lại một cảm giác quá nhờn dính hay là quá bóng ở trên da. Khi sử dụng vào ban ngày thì cảm giác khá là thoải mái và đủ ẩm. Đặc biệt là không nuôi lông, không gây kích ứng da và khá là lành tính. Đó là về ưu điểm nha mọi người. Còn về nhược điểm ấy, thì mình thấy rằng về cái khả năng chống nắng của sản phẩm này, mặc dù là SPF 31, PA 3 dấu cộng, tuy nhiên nó sẽ không tốt quá đâu. Bởi vì là cái khả năng bám ở trên da và cái độ phủ của sản phẩm này ở trên da thì nó không quá tốt. Riêng cái chai ban ngày này thì mình cảm thấy rằng nó hơi nồng mùi cồn một chút xíu. Nhược điểm tiếp theo đó chính là cái sản phẩm này không có khả năng dưỡng trắng da đâu mọi người ơi. Đơn giản nó là một sản phẩm dưỡng ẩm và chống nắng ở trên da. Để chấm điểm cho cái bộ đôi dưỡng thể Hatomuki này thì mình sẽ chấm là 7/10 nha mọi người. Đấy là về tổng quan khi đánh giá như một sản phẩm dưỡng ẩm body. Còn nếu như để đánh giá về cái khoản làm trắng thì mình chỉ chấm là 2/10 thôi. Sản phẩm tiếp theo mà mình review trong video ngày hôm nay đó chính là sản phẩm Chateru. Mình không biết là đọc như thế này có đúng hay không bởi vì nó là tiếng Pháp ấy. Cái bản mà mình đang có trên tay ấy là cái bản dành cho những người có nước da đen này hoặc là những người có làn da màu tối. Về cái sản phẩm Chateru này thì mình đã sử dụng cả hai bản rồi. Một cái bản thường, hình ảnh thì mình sẽ để ở đây cho mọi người thấy nhá. Tiếp theo đó sẽ là cái bản mà mình đang có ở trên tay. Với dung tích là 400ml như thế này sẽ có giá là 389.000. Bao bì của sản phẩm này thì không có gì để chê luôn. Đây mọi người có thể thấy này, nhìn cực kỳ sang chảnh luôn. Những cái thông tin in ở bên trên còn có ánh vàng và in chìm vào trong cái thân chai. Đây là một sản phẩm của Pháp nha mọi người. Về kết cấu của sản phẩm ấy, nó sẽ ở dạng lotion, không quá đặc. Và khi thoa lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này nó thấm không quá nhanh vào da đâu. Nó sẽ để lại một cái lớp ẩm và hơi dính nhẹ ở trên da. Và về cái mùi hương, nó là một cái mùi thảo mộc mà cứ mỗi lần bôi cái sản phẩm này lên ý, thì mình cảm thấy nó cứ hắc hắc và nó khó chịu. Mình nghĩ rằng là khá là ít bạn thích cái mùi này luôn. Và có một điều mà mình khá là băn khoăn thắc mắc ấy, ở trên cái nhãn tiếng Việt của cái sản phẩm này thì nhấn mạnh rằng đây là một sản phẩm sữa dưỡng thể trắng sáng da. Tuy nhiên khi mà nhìn vào cái bảng thành phần của sản phẩm này ý, thì mình phải nói thật với mọi người sẽ thấy rằng là nó khá là nhạt nhẽo. Lý do vì sao? Cái nền của sản phẩm này sẽ là nước nhá. Tiếp theo đó sẽ có dầu khoáng này, glycerin này, chiết xuất từ dầu hạnh đào có khả năng dưỡng ẩm và làm mềm da. Và bên cạnh đó còn có chiết xuất từ tảo biển. Nhiều bạn nói rằng tảo biển có khả năng làm sáng da, tuy nhiên công dụng chính của nó vẫn là công dụng làm dịu, có một chút kháng khuẩn ở trên da. Trong bảng thành phần của sản phẩm này còn có octinosat là một cái hạt chất chống nắng hóa học có khả năng hấp thụ tia UVB nha mọi người. Và về cơ bản ấy, khi mà nhìn vào cái bảng thành phần của sản phẩm này ấy, cho đến cái trải nghiệm thực tế khi mà mình sử dụng ở trên da cả hai bản rồi, cái khả năng dưỡng sáng của nó gần như là giống nhau. Trong một khoảng thời gian dài mình đã test thử cái sản phẩm này rồi, mình thấy rằng nó không hề cải thiện cái tông da của mình một chút nào nhé mọi người. Để đánh giá tổng quan về sản phẩm này thì đầu tiên sẽ là ưu điểm nhé. Bao bì của sản phẩm này thực tế rất là đẹp và sang trọng. Tiếp theo đó là khả năng dưỡng ẩm của sản phẩm này thực sự rất là tốt. Đó là về ưu điểm nhé. Về nhược điểm thì mình thấy rằng cái giá thành của sản phẩm này khá là cao. Công dụng dưỡng trắng, dưỡng sáng da của sản phẩm này thực sự nó rất là kém và mờ nhạt. Mùi hương thảo mộc thì khá là nồng và mình nghĩ rằng ít người sẽ thích cái mùi này. Để chấm điểm tổng quan cho cái sản phẩm sữa dưỡng thể trắng da đến từ hãng Chateru này thì mình sẽ chấm là 5/10 nha mọi người. Riêng về khả năng dưỡng trắng thì mình cũng sẽ chỉ chấm là 2/10 thôi. Tiếp theo đó thì mình sẽ review về một cái sản phẩm dưỡng sáng da đến từ Hàn Quốc có tên gọi là Luvicel Crystal Whitening Body Lotion. Giá thành của cái sản phẩm dưỡng trắng da Luvicel này thì sẽ dao động khoảng tầm gần 400.000 đồng cho đến tầm 420 nha mọi người. Chỉ với dung tích là 250ml thì mọi người có thể thấy là cái sản phẩm này có giá thành rất là cao. Và để so sánh cái sản phẩm này thì mình sẽ so sánh cùng với cái Snow White vì đây là hai cái sản phẩm nâng tông da. Khi mà sử dụng cái Snow White thì mọi người sẽ thấy cái mùi của nó cứ hắc hắc, lạ lạ và nồng nồng kiểu gì ấy. Tuy nhiên cái mùi của sản phẩm Luvicel này nó thơm lắm luôn mọi người.
nó thơm cái kiểu mùi hoa quả ngọt mát. Cái chất sản phẩm ở phía bên trong ấy thì nó sẽ lỏng hơn Snow White rất là nhiều. Khi mà nặn ra tay thì mọi người sẽ thấy rằng là cái chất sản phẩm nó đấy, nó sẽ trượt xuống như thế này. Khi mà cái sản phẩm này nó xét vào da rồi thì cái độ bám ở trên da nó sẽ không quá tốt nha mọi người. Snow White nó sẽ bám được ở trên da khoảng tầm từ 3 đến 4 tiếng. Còn riêng cái Luvicel này thì nó sẽ bám được ở trên da khoảng tầm từ 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng. Riêng đối với Snow White, nếu như mà bôi ở trên da gặp nước này, gặp mưa hay là da mồ hôi, nó sẽ không có hiện tượng loang lổ và nhìn quá lộ. Nhưng riêng đối với cái sản phẩm Luvicel này thì mọi người lưu ý là nếu như mà khi bị da mồ hôi hoặc là gặp nước thì mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này nó trôi đi khá là nhanh và nó sẽ làm cho những cái vùng da ở trên cơ thể của mọi người nó sẽ không đều. Cái độ bám ở trên da này, đây mọi người có thể thấy này, nó không tốt bằng Snow White nhá. Có gì thì mình nói đấy thôi. Chỉ cần da mồ hôi một cái là nó sẽ trôi rất là nhanh, nó vẫn sẽ để lại một cái lớp bay trắng nhẹ ở dưới da. Tuy nhiên là nó sẽ có cái hiện tượng loang lổ. Cái kem này nâng tông khá là tốt luôn, thì nhìn nó rất là thật luôn và nó sẽ không bị bám vân kem quá nhiều đâu. Ngay cả những cái vùng mà dễ tạo cái vân kem thì mọi người cũng thấy là nó không tạo vân kem quá nhiều. Nói chung là nhìn nó rất là thật. Tay bên trái là tay đã bôi ấy, nó sẽ nâng tông tốt hơn Snow White luôn nha mọi người. Này, bôi lên cái là trắng ngay mà nhìn nó thật lắm. Về bảng thành phần của sản phẩm này thì sẽ có nền nước này, có silicone này, thành phần làm sáng chính sẽ có niacinamide và có titanium dioxide. Trong bảng thành phần còn có panthenol này, lô hội này và melatonin đều có công dụng là dưỡng ẩm và làm dịu da. Sau đó sẽ có một loạt những cái chiết xuất từ thiên nhiên và glutathione ở trong cái sản phẩm này thì nó sẽ đứng ở cuối bảng thành phần, cho nên mọi người không cần phải hy vọng quá nhiều về công dụng làm sáng da của cái hoạt chất glutathione ở trong cái sản phẩm này nhé. Sản phẩm này sẽ dưỡng ẩm khá là tốt ở trên da và cái cảm giác khi bôi ở trên da nó cũng sẽ thoải mái hơn là cái sản phẩm Snow White bởi vì nó khá là mỏng. Khả năng nâng tông thì rất là tốt và cũng rất là thật da. Khi tắm xong thì mọi người sẽ thấy rằng là cái da của mọi người sẽ hồi về trạng thái ban đầu. Nếu như mà buổi tối mọi người sử dụng cái sản phẩm Olay Baby Retinol này, buổi sáng mọi người tắm lại, sau đấy mọi người bôi cái sản phẩm Luvicel này lên, mỗi tuần từ 2 đến 3 lần ấy, mọi người tẩy da chết cho mình ấy, chỉ sau khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi chắc chắn là mọi người sẽ thấy cái tông da của mọi người cải thiện lên cực kỳ rõ ràng luôn. Nếu như mà cái kinh tế của mọi người không quá dư giả ấy, hoặc là mọi người cảm thấy cái sản phẩm này nó hơi đắt thì mọi người có thể sử dụng Snow White cũng được. Mình thấy rằng cái hiệu quả dưỡng sáng da của nó vẫn nổi trội như vậy luôn nha mọi người. Để đánh giá tổng quan về cái sản phẩm dưỡng trắng da Luvicel này thì đầu tiên sẽ là ưu điểm nhé. Kết cấu của sản phẩm này khá là lỏng, nó có nền nước dễ tán ở trên da và khi thoa lên ở trên da thì nó sẽ mang lại một cái lớp nâng tông rất là thật ở trên da, nhìn cực kỳ mịn mượt và đã mắt. Ưu điểm tiếp theo là mùi hương của sản phẩm này ngọt mát, dễ chịu, tuy hơi nồng một chút xíu, có khả năng dưỡng ẩm nhẹ nhàng ở trên da. Ưu điểm tiếp theo là chính là cái sản phẩm này nó sẽ không nuôi lông, không làm rậm lông, cho nên mọi người lưu ý nhé. Đó là về ưu điểm. Còn về nhược điểm ấy thì mình thấy rằng cái độ bám của sản phẩm này ở trên da thực tế là nó không tốt cho lắm và bên cạnh đó giá thành của sản phẩm này thực sự là nó hơi đắt. Nếu như về quan điểm cá nhân mình nhé, để mua một cái chai Luvicel như thế này mình sẽ mua hai cái chai Snow White, công dụng của nó cũng na ná như vậy thôi mọi người ạ. Nhược điểm cuối cùng là về kết cấu của sản phẩm này khá là lỏng và có nền nước cho nên khi sử dụng nó hơi hao mọi người ơi. Để chấm điểm tổng quan về cái sản phẩm dưỡng thể Luvicel này thì mình sẽ chấm là 7/10. Cuối cùng sẽ là một cái sản phẩm dưỡng thể đến từ một hãng khá là nổi tiếng nội địa Trung, đó chính là hãng Lucembay. Sản phẩm này có tên gọi là Niacinamide Brightening Body Lotion. Với cái hàm lượng niacinamide trong sản phẩm này sẽ là 5%, nó sẽ tương đương với cả cái sản phẩm Emmy by Happy Skin nha mọi người. Và cái giá thành của sản phẩm này thì thực sự rất là hợp lý, chỉ khoảng 120.000 với cái trọng lượng là 251g thì mình đã sử dụng đến đây rồi nha mọi người. Kết cấu của sản phẩm này thì nó sẽ ở dạng gel cream và khi thoa lên trên da thì mọi người sẽ thấy rằng rất là mát. Khi thấm ở trên da rồi thì nó sẽ vẫn để lại một cái cảm giác hơi dính nhẹ ở trên da và khi sử dụng gần hết cái chai này rồi thì mình cũng có cảm nhận rằng là cái da của mình thực sự nó có sáng lên nhẹ nhàng nha mọi người. Tuy nhiên nó khá là chậm cho nên mình cũng không đánh giá quá cao đâu. Về khả năng dưỡng ẩm thì rất là tốt và rất là lành tính ở trên da. Để đánh giá tổng quan về cái sản phẩm body lotion Niacinamide Brightening đến từ nhà Lucembay này, đầu tiên sẽ là về ưu điểm nhé. Giá thành của sản phẩm này thực sự rất là hợp lý, bao bì đẹp, lành tính, dễ sử dụng. Mùi hương thì theo quan điểm cá nhân mình là cực kỳ dễ chịu, là một cái mùi thanh mát. Khả năng dưỡng ẩm của sản phẩm này thực sự rất là tốt. Tuy nhiên khi bôi lên trên da nó sẽ không để lại cảm giác quá là dính dít hay là khó chịu ở trên da. Và có một cái ưu điểm nữa, đó chính là khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này thì mình không hề thấy là nó làm cho cái lông tay, lông chân của mình rậm hơn. Đó là về ưu điểm nhé. Còn về nhược điểm này, theo quan điểm cá nhân mình ấy, khả năng dưỡng sáng da của sản phẩm này có, nhưng mà thực sự nó rất là chậm. Về cái hạn sử dụng của sản phẩm này chỉ là 6 tháng sau khi mở nắp. Để chấm điểm tổng quan cho cái sản phẩm dưỡng trắng da body đến từ nhà Lucembay thì mình sẽ chấm là 7.5/10 nha mọi người. Riêng về khả năng dưỡng trắng thì mình sẽ chấm cho cái sản phẩm này là
6 trên 10. Và nếu như để so sánh giữa hai sản phẩm của nhà Amy by Happy Skin và cái sản phẩm của nhà Lucent Bay thì chắc chắn là mình sẽ recommend cho mọi người sử dụng cái sản phẩm của nhà Lucent Bay, bởi vì kết cấu khi bôi ở trên da của nó tốt hơn, dễ chịu hơn, và bên cạnh đó về cái khả năng dưỡng sáng da thì mình thấy rằng Lucent Bay nó sẽ nhỉnh hơn. Và vậy là mình đã review xong 6 sản phẩm dưỡng trắng da hiện nay đang cực kỳ đình đám ở trên thị trường. Trong cả 6 cái sản phẩm này thì có những cái sản phẩm sau đây mà mình sẽ recommend cho mọi người sử dụng nhé. Đầu tiên đó chính là cái sản phẩm dưỡng thể Olay B3 Retinol. Thì cái sản phẩm này mình thấy rằng cái khả năng dưỡng sáng da của nó khá là rõ ràng này. Tiếp theo đó sẽ là cái sản phẩm Lucent Bay, cực kỳ lành tính, giá thành rẻ và cái hiệu quả khi sử dụng ở trên da theo quan điểm cá nhân mình là nó cũng có, tuy nhiên hơi chậm một chút xíu thôi. Tiếp theo đó sẽ là cái cặp dưỡng thể Hatomugi. Thì mọi người lưu ý này, như mình đã phân tích, cái sản phẩm này nó không hề có công dụng dưỡng sáng hay dưỡng trắng da. Tuy nhiên giá thành của nó rất là hợp lý, cảm giác khi sử dụng ở trên da cực kỳ mịn mượt, và nếu như dưỡng lâu dài ở trên da nó sẽ cải thiện tình trạng thô ráp da. Cho nên đây vẫn là một cái cặp dưỡng da mà mình cực kỳ recommend cho mọi người sử dụng. Và cuối cùng sẽ là cái sản phẩm nâng tông da Luvicel. Thì cái sản phẩm này nếu như chỉ sử dụng một mình ấy, thì cái khả năng dưỡng sáng dưỡng trắng da của sản phẩm này cực kỳ chậm. Nếu như kết hợp cùng với những sản phẩm dưỡng thể buổi tối và bên cạnh đó cùng với cả các sản phẩm tẩy da chết body thì nó sẽ gia tăng khả năng dưỡng sáng da, tuy nhiên cái giá thành của nó hơi cao. Còn có hai cái sản phẩm mà chắc chắn là mình sẽ không recommend cho mọi người sử dụng, đó chính là cái sản phẩm dưỡng thể đến từ nhà Chateru. Thì cái sản phẩm này về khả năng dưỡng sáng da của nó gần như mình không cảm nhận được một chút xíu nào luôn nha mọi người. Còn đối với các sản phẩm Amy by Happy Skin, mình cũng không recommend cho mọi người sử dụng, bởi vì kết cấu khi sử dụng ở trên da của nó khá là khó chịu, hiệu quả làm trắng da của nó cũng không rõ ràng. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nhá. Nếu như muốn mình làm về chủ đề gì thì hãy bình luận ở ngay bên dưới cho mình được biết nhé. Chắc chắn là mình sẽ dành thời gian để làm từ từ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye.